Xin chào anh chị, ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách chuẩn bị hình ảnh để gửi sang cho Forex Center. Thì đầu tiên anh chị cần chuẩn bị một cái email đúng không ạ? Cần chuẩn bị một cái email. Thì email ở đây là Gmail, các anh chị có thể lên Google để tạo đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi. Anh chị có thể gõ Gmail nếu như anh chị nào chưa biết đúng không ạ? Đấy, cái phần Gmail này thì rất là đơn giản, thì anh chị có thể click vào đó là Gmail đúng không ạ? Gmail này, gõ Gmail, click vào cái dòng đầu tiên này và click vào tạo tài khoản thôi. Cái bước này thì rất là dễ đúng không ạ? Anh chị khai báo thông tin ở đây và chúng ta sẽ có một cái Gmail. Thì anh chị click vào những cái dấu chấm này này, các ứng dụng của Google đúng không ạ? Thì anh chị click vào driver, nó click vào driver. Thì ở đây chúng ta có thể tạo được những cái thư mục đúng không ạ? Những cái thư mục. Ví dụ ở đây anh chị đang kinh doanh trong lĩnh vực thời trang chẳng hạn, thì anh chị có thể tạo một cái thư mục đó là thời trang Nhất Đào đi, ví dụ vậy đúng không ạ? Thương hiệu của anh chị là Nhất Đào, là thời trang Nhất Đào, hay là anh chị cứ ghi là thời trang, hoặc là ở đây anh chị có thể đổi tên đúng không ạ? Thời trang Forex chẳng hạn. Đấy, ok. Rồi thì trong cái thư mục thời trang này thì anh chị hãy tạo ra những cái thư mục để đặt tên. Rồi, ví dụ như là tên sản phẩm A. Rồi đúng không ạ? Tên sản phẩm A. Tạo. Rồi tiếp tục anh chị tạo tên sản phẩm B. Rồi tạo. Rồi, trong sản phẩm A này thì có sản phẩm A1 đúng không ạ? Thì anh chị tiếp tục tạo những cái thư mục, ví dụ như là, rồi sau đó anh chị đổi tên là tên sản phẩm A1 đó. Thì anh chị tạo nó thành một cái hệ thống thư mục như thế này đúng không ạ? Sản phẩm A, sản phẩm B, sản phẩm C, anh chị có bao nhiêu mã sản phẩm anh chị cứ tạo bấy nhiêu thư mục. Rồi trong sản phẩm A này có nhiều thư mục hơn thì anh chị có thể tạo thêm đúng không ạ? Thư mục tên sản phẩm A2 tạo. Đấy đó. Và sau khi mà chúng ta tạo xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta up hình ảnh lên đúng không ạ? Cái hình ảnh ấy thì anh chị phải chuẩn bị ở máy. Đó, anh chị phải chuẩn bị ở máy. Ví dụ như cái hình ảnh này đúng không ạ? Thì chúng ta có thể mở cái thư mục quay lên. Rồi, sau đó chúng ta mở cái phần thư mục mà chúng ta đã tạo trên Viber đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ kéo hình ảnh vào đúng không ạ? Kéo hình ảnh này vào. Đấy, để chờ nó tải lên. Và những cái thư mục khác cũng tương tự đúng không ạ? Đấy, nó tải lên rất là nhanh đây. Rồi. Và anh chị nhấn chia sẻ đúng không ạ? Nhấn chia sẻ. Click vào nhận đường liên kết. Cái bước này rất quan trọng đúng không ạ? Và anh chị phải làm thêm một động tác nữa là click vào bất kỳ ai có đường liên kết đúng không ạ? Và sao chép. Đấy, sao chép cái đường link này và gửi cho Forex Center. Đó, chúng ta sẽ trao đổi qua Zalo hoặc là Facebook thì anh chị gửi cái đường link này đúng không ạ? Gửi cái đường link này. Ví dụ đúng không ạ? Chúng ta gửi qua. Đấy, thì khi mà Forex Center click vào thì Forex Center có thể tải được cái hình ảnh này về đúng không ạ? Đấy, sản phẩm A đây. Thì trong sản phẩm A này có nhiều sản phẩm. Đấy, bốn hình ảnh nó xuất hiện ở đây. Thì Forex Center hoặc là cộng tác viên có thể tải hình ảnh về để quảng bá. Đấy, thì anh chị có thể sử dụng driver đúng không ạ? Driver. Ok, như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị cái cách chuẩn bị hình ảnh để gửi qua cho Forex Center rồi đúng không ạ? Thì hình ảnh của anh chị có sẵn ở máy thì anh chị chỉ cần tạo thư mục trên driver và up lên và sau đó gửi cho Forex Center cái link này là xong đúng không ạ? Đấy. Nhớ là chia sẻ cho bất kỳ ai có liên kết này có quyền xem nhé. Đấy, có quyền xem. Đó. Sao chép. Rồi và gửi đúng không ạ? Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị tạo cái bảng giá